khi yêu nhau á thì người ta thường ta hay hẹn lại, người ta nói là cấp kiếp này mình yêu nhau không trọn vẹn thì xin hẹn lại kiếp sau. Cũng như tôi nhớ có một lần cái bài ca giọng cổ là nếu kiếp này mình không duyên không nợ thì xin hẹn lại kiếp lai sinh. Còn hôm nay đây chúng tôi sẽ mượn một ca sĩ, một nữ ca sĩ sẽ diễn tả lại những cái ý nghĩa y như vậy, nhưng qua bài tân nhạc được mang tên Kiếp Sau Tương Phùng. Kính thưa quý vị, xin cho một tràng pháo tay để chào đón nữ ca sĩ Ngọc Thảo. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với soạn lại cái khúc được mang tên Chiều Chiều. Thôi cùng